Xin kính chào quý khán giả, đây là Sân Vận động Hàng Đẫy thủ đô Hà Nội. Trước mặt chúng ta là trận đấu tại vòng 12 của V-League, cuộc đấu sức giữa Công an Hà Nội và Hùng Lĩnh Hà Tĩnh. Trong ngày hôm nay tại vòng 12 V-League có tất cả 5 trận đấu. Đây là trận đấu rất được chờ đợi. Khán giả thủ đô cũng như các quan chức hâm mộ đến sân theo dõi rất đông. Đội xuất phát của chủ nhà Công an Hà Nội: số 1 Philip Nguyễn, số 8 Junior, số 9 Jefferson Elias, số 11 Lê Phạm Thành Long, số 12 Hoàng Văn Toản, số 17 Vũ Văn Thanh, số 19 Nguyễn Quang Hải, số 21 Phạm Văn Luân, số 68 Bùi Hoàng Việt Anh, số 94 Giovane và số 98 là Giáp Tuấn Dương. Trọng tài chính của trận đấu ngày hôm nay là ông Trần Đình Thịnh, các trợ lý là Phạm Hoài Tâm và Nguyễn Thành Sơn, trọng tài thứ tư ông Lê Đức Cảnh. Đường xuất phát của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: số 1 thủ môn Nguyễn Thanh Tùng, số 4 Lâm Anh Quang, số 8 Bruno Edga, số 14 Victor Lê, số 17 Trần Văn Bửu, số 26 Bùi Văn Đức, số 18 Nguyễn Trung Học, số 30 Vũ Viết Triều, số 89 Nguyễn Trọng Hoàng, số 91 Diallo và số 99 là Ibarra Prim, cầu thủ người Congo. Trọng tài Đình Thịnh chuẩn bị nổi tiếng gọi khai cuộc. Hiệp 1 đã bắt đầu. Trong ngày hôm nay, Thép Xanh Nam Định, Bình Dương và Công an Hà Nội đều thi đấu. Quang Hải, Văn Thanh. Quang Hải chuyển động, đường chuyền bằng chân phải. Một pha cứu nguy kịp thời, phạt góc cho Công an Hà Nội. Ban huấn luyện của đội khách chỉ đạo các học trò chủ động bóng hai. Đánh đâu, bóng đi ra ngoài, rất đáng tiếc. Pha dứt điểm của Bruno Edgar, trung vệ lên tấn công. Bóng được treo đúng vị trí của trung vệ cao 1m90. Anh không khó khăn để bật lên và gõ bóng. Rất tiếc là bóng đi chệch mục tiêu. Đội chủ nhà vẫn đang cố gắng tấn công từ nhiều hướng, nhưng họ đang vấp phải lối chơi kiên cường của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Không vào! Pha bóng quen thuộc của Quang Hải. Quang Hải đã rất nhiều lần lập siêu phẩm với những pha xử lý như vừa rồi. Đi vào trong và dứt điểm chân trái. Có thể là cùng một kiểu vung chân nhưng đường đi của trái bóng rất khó lường, không lần nào giống lần nào. Quang Hải, rất tiếc là bóng bị ăn ra máng ngoài. Cảm giác bóng của Quang Hải đang tốt dần lên. Nhiều khả năng người đá phạt sẽ là Bùi Văn Đức, cầu thủ thuận chân trái. Bùi Văn Đức bóng đập hàng rào. Quả phạt góc cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Có thể Viết Chiều là người đá phạt chứ không phải là Bùi Văn Đức. Không việt vị. Quang Hải đi vào trong. Quang Hải đang ngã. Trọng tài không cho rằng đó là một quả penalty. Trận đấu tiếp tục. Trọng tài Đình Thịnh vừa rồi đứng ở vị trí quan sát thuận lợi và quyết đoán trong pha xử lý. Đúng là chưa có sự va chạm đủ để penalty. Người áp sát là Trần Văn Bửu, Quang Nam, Văn Long là những người có thể tạo ra sức mạnh. Quang Hải đá phạt. Bóng đến đúng vị trí của Thanh Tùng. Và Thanh Tùng đã rất bình tĩnh. Bóng đi đập bóng khá hốc hiểm. Một tình huống mà nếu thủ môn không bình tĩnh và tập trung thì có thể vấn đề bóng lăn vào lưới. Trọng Hoàng. Diallo rất cố gắng chuyền vào. Có cơ hội. Dứt điểm. Không được. Cú đá không được như mong muốn. Pha dứt điểm của Bùi Văn Đức. Bùi Văn Đức là cầu thủ luôn hoạt động với công suất rất cao. Tình huống bóng đã chạm tay. Vấn đề là trọng tài xử lý thế nào. Đây là một quả penalty. Tay thõng. Không phải là tình huống tay thu sát người. Quả penalty là chính xác. Tình huống đối mặt. Cú Panenka và 1-0 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Pha ghi bàn của Ibarra Prim.
Ibrahim đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Niềm vui của các cầu thủ viên theo chân đội nhà. Một cú Panenka, Philip Nguyễn đã không kịp trở tay. Philip Nguyễn là thủ môn có nhiều kỹ năng, nhưng cảm giác là kỹ năng bắt phạt đền của anh vẫn bị hiền. Văn Thanh nguy hiểm, đưa vào vẫn không vào, rất tiếc. Giovane có thể là giật mình, không phải Giovane và là Junior ngay trước cầu môn, nhưng chạm bóng quá nhẹ. Phá úp mù của Quang Hải. Chỉ cần một người trên để gây sức ép trong các pha phản công, còn lại tập trung phòng ngự. Văn Thanh cú đá thẳng, không có Hồ Tấn Tài nên Văn Thanh cũng không làm được nhiều điều ghê gớm ở bên cánh phải. Trận đấu tiếp tục. Lê Phạm Thành Long, Junior, Junior bóng đập chân phải đi ra ngoài. Quả phạt góc cho Công an Hà Nội. Số 8 dứt điểm, bóng đập chân số 8 của đối phương. Đó là Edga. Quang Nam. Elias. Lê Phạm Thành Long đánh đầu. Phạt dứt điểm của Giovane. Giovane và Pedro Paulo là bộ đôi tiền đạo người Brazil rất hay của câu lạc bộ Sài Gòn cách đây 4 mùa giải. Sau đó thì Giovane không còn có được nhịp chơi như thời ở câu lạc bộ Sài Gòn. Lương Xuân Trường hơi bổng, bóng vọt qua hàng rào. Phi Sơn sút bóng, bóng đi lập bập. Phạt dứt điểm của Trung Học. Vũ Văn Thành, Lê Phạm Thành Long, không khó với thủ môn Thanh Tùng. Quang Hải, cú đá cận chân không vào. Phạt dứt điểm của Junior bị theo sát. Anh cố gắng tung ra một pha dứt điểm, không phải Junior mà là Elias. Giovane sút bóng. Một ngày rất bình tĩnh của thủ môn Thanh Tùng. Trên sân lúc này đội chủ nhà chỉ còn lại hai ngoại binh, Jefferson Riad và Giovane. Hồ Văn Cường, Giovane có cơ hội dứt điểm. Rất đông cầu thủ đứng trước cầu môn. Cú đá thứ hai liên tiếp. Goal! Đó là phẩm chất ngôi sao của Quang Hải. Hai cú ra chân liên tục và bàn thắng đã đến với Công an Hà Nội. Trong một thế trận tưởng rằng đã bế tắc rồi, nhưng các ngôi sao là như vậy. Quang Hải với hai cú dứt điểm và ở nhịp thứ hai, anh đã làm tung lưới của Thanh Tùng, người đã chơi rất tốt, rất tập trung từ đầu trận. Giovane pha xử lý bị quá chân của Giovane. Chúng ta vẫn chưa tìm thấy lại Giovane như trước đây, mặc dù anh đã khỏi chấn thương. Và thời gian của trận đấu đã hết. Một trận đấu rất hay, cuộc đấu sức ở vòng 12 V-League giữa Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã khép lại bất phân thắng bại. Chúng ta vừa khép lại một trận đấu rất hay tại sân đấy, và sau đây là phần bình luận sau trận đấu.
trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.